Rồi bây giờ lên được 3 đô các bạn bán tiếp bao nhiêu, lên 4 đô bán tiếp bao nhiêu. Những cái người mà chúng ta đã gom đủ hàng của xui rồi thì các bạn cứ chờ để các bạn bán thôi, đừng đi xe thêm. Đi xe thêm là nguy hiểm. Đó là cái mà em nó muốn các bạn làm. Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Sang LV này của mình. Ở trong video này Sang sẽ phân tích thêm cho các bạn về dự án xui để xem là các vùng giá của nó cũng như là thời gian tới là thằng xui nó sẽ phát triển về định hướng như thế nào. Và những anh em nào mà chúng ta đã mua được nó những vùng giá tốt thì chúng ta sẽ có những hướng xử lý ra sao, thì trong video Sang sẽ nói kỹ cho các bạn cũng như là phân tích về góc nhìn của Sang với dự án xui này. Và trước khi đi vào video thì đây là kênh YouTube của Sang. Ở trên đây Sang cũng đã có phân tích những video rất là chi tiết về nhiều dự án cũng như là chuỗi video về tạo blockchain ở đây. Những ai mà các bạn quan tâm các bạn cũng có thể theo dõi thêm. Rồi bây giờ chúng ta có thể thấy được là dự án xui hiện tại giá của nó cứ loanh quanh ở đâu đó vùng 2 đô. Nhiều anh em chúng ta nghĩ là nó sẽ lên 4 đô, lên 5 đô, có người nghĩ luôn nó là lên 10 đô. Vậy thì sự thật về dự án xui hiện tại nó đang có cái hướng đi và nó có thực sự là lên được cái mức giá màu hồng như các bạn đã nghĩ không? Bởi vì cáp ở đây chúng ta thấy là gần 6 tỷ rồi. Và đâu đó là total supply của thằng xui nó lên tới 10 tỷ nhưng mà thời gian tới nó sẽ còn unlock đều đâu đó mỗi tháng khoảng 7-80 triệu xui nữa. Thì cái cách chúng ta nên làm bây giờ là gì để Sang review qua cái vùng giá thì các bạn cũng đã thấy rồi. Những ai mà các bạn quan sát về giảng xui á, trước đó Sang cũng đã từng làm một cái clip phân tích rồi. Sang cũng không có kỳ vọng mà cao xa như các bạn đâu, bởi vì là khi mà nó đã về lại cái vùng giá trước đó khoảng 0.6 là mình đã gom thêm một phần rồi, và thậm chí lên khoảng vùng 1.7, 1.8. Như trước đó các bạn theo dõi cái clip mà gần đây nhất Sang làm về xui á, Sang cũng đã kêu các bạn là chúng ta nên bán bớt ở vùng giá khoảng 1.7, 1.8 một phần, còn lại nếu mà dự án xui nó tăng tiếp thì chúng ta cứ bán thêm thôi. Và bây giờ các bạn thấy là khi mà nó lên đỉnh cao nhất của nó trong cái đợt sóng đợt này nha, là lên khoảng 2.3 đô. Lên cái vùng này mình nghĩ không nhiều người bán được đâu, cao lắm các bạn bán được vùng 2, 2.1. Và thậm chí nhiều người mà chúng ta run cái tay quá, chúng ta thấy trời xui nó lao đầu nó giảm lại, có thể là các bạn đã bán lại ở cuối cùng là vùng 1.7 và bây giờ đang loanh quanh ở đâu đó khu vực 2. Nhìn lại nha, là tốc độ phát triển của xui á, tính từ lúc mà khi mà nó chuẩn bị để sống á, thì cái tốc độ nó phát triển đang nhanh. Còn bây giờ nhìn lại toàn bộ cái start trên network của xui nè, mọi người thấy về total block hay là total transaction rồi xui total supply đây tất nhiên phải là 10 tỷ rồi, và những cái thông số khác thì nó đang gọi là phát triển thêm một ít thôi, gọi là loading nó cũng không được nhiều. Total stake thì nó đều là ở đây, bởi vì bây giờ blockchain của xui tụi nó đang bị lock cả core team, cả investor các thứ, hoặc là một vài cái phần nó để cho ecosystem thì tất nhiên nó sẽ để ở đây vào cái phần total stake rồi. Nhìn nó sẽ khá là uy tín, nhưng mà hiện tại trên thị trường số lượng user mà thật sự đang stake xui thì nó chiếm trọng số trong đây nó không quá nhiều. Đa số là mọi người vẫn đang đầu cơ xui nhiều hơn là cái hướng staking lâu dài. Và ở đây là mức độ daily active account. Ok, mình liệt kê sơ qua cũng như là mình sẽ đi luôn cái phần leaderboard của nó để có những dự án như thế nào các bạn có thể quan sát ở đây. Là một số thằng như SocialFi, GameFi, Wallet hay là những cái thằng bên dưới này DEX như là Cetus thì nó đang có mức độ account đang sử dụng ở trên nền tảng và transaction đang như nào. Cả DeFi cũng vậy, DeFi tất nhiên những thằng nổi bật chắc mình nghĩ các bạn tham gia xui các bạn biết rồi. Navi nè, Cetus, Kaplot, Heldo, Protocol là những cái thằng về liquid staking, hay là DEX có cái thằng Suland là gần đây nè. Suland ở đây mình thấy để là cái mảng landing. Nhưng mà theo mình quan sát ở gần đây dự án xui á, cái mức độ phát triển của nó thì Sang thấy nó đang tập trung về liquid staking nhiều hơn, và thằng Suland này nó đang gọi là BI nhiều về cái mảng đó để kích thích người dùng, người ta stake xui nhiều hơn. Vì các bạn thấy rồi, khi mà stake xui vào á, mặc dù là nó cũng sẽ không yêu cầu cái thời gian lock hay cái gì đó, bởi vì yêu cầu thời gian lock quá lâu hay là cái khoảng thời gian lock mà nó cố định đó, người dùng người ta sợ, người ta không dám lock vào. Nhiều khi lock vào 6 tháng xong rồi mới khoảng 1-2 tháng xui nó bung lên cái các bạn là bán không được đúng không? Thì bây giờ cái hình thức liquid staking này thì nó sẽ linh hoạt hơn. Với cái đồng ví dụ ở đây là SUI đi,
ai giữ S xôi thì các bạn sẽ nhận được lãi suất đâu đó khoảng 5-7% một năm gì đấy. Nhưng mà khi mà các bạn không thích nữa, các bạn thấy sóng tăng lên, các bạn có thể bán ra, hầu như là không có gặp cái vấn đề gì trở ngại. Và cái phần thứ hai tiếp theo mà mình thấy cái thằng xui nó đã làm được là nó đã xúc tiến cho việc Coinbase bây giờ đã hỗ trợ cho việc send, receive USDC của mạng lưới xui. Trước đây là nó chưa được. Và thằng Coinbase là một cái thằng khá khó tính ở trên thị trường, chứ không phải đơn giản như cái clip vừa rồi mình phân tích cho các bạn về AI đó. Khi mà Fed nè, Aegis, Ocean mà nó hợp nhất lại á, thì cái thằng Coinbase này nó không hỗ trợ, dẫn tới ba cái thằng đó khi hợp nhất thành SI nó phải đổi cái hướng khác để mà giúp cho người dùng người ta không có bị conflict trong quá trình quy đổi. Thì bây giờ thằng Sui nó đã tấn công vào được trong đây để có được cái USDC mạng lưới Sui sử dụng ở trên Coinbase, thì nó cũng là một tín hiệu tốt, khá ổn. Và TVL ở trên hệ Sui hiện tại nó cũng đang ổn định ở mức là 1 tỷ. Và cả dòng tiền mình review cho các bạn luôn là đây. Đây là cái phần trước đó mình cho các bạn thấy về việc mà Sui nó đang có cái mức độ nó đẩy cái dòng tiền lưu lượng đi từ Ethereum, Ethereum sang Sui, hoặc là Sui sang Ethereum. Chúng ta thấy nó đang đều đúng không? Đâu đó khoảng 100 triệu nè các bạn. Thì ở cái mức độ này hiện tại nó chưa có cái sự phát triển thêm. Trước đó đâu đó chúng ta thấy là có cái dòng tiền rót vào khoảng có 3-40 triệu thôi, đột ngột thằng Sui nó tăng lên khoảng 100 mấy triệu. Là chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng đó nó mạnh, nhưng mà bây giờ nó đang ngưng lại, nó ổn định ở cái mức này. Trước khi đi sang phần tiếp theo, thì những ai trong quá trình theo dõi video, các bạn vẫn có phần nào các bạn bị khó hiểu, các bạn cũng hãy nhớ comment lại ở bên dưới để mình có thể xem và mình trả lời cho các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp. Đó là những phần mình cập nhật nhanh qua lại cho các bạn thấy tình hình chung của dự án Sui ở hiện tại. Nhưng vấn đề mà các bạn quan tâm ở đây là các bạn muốn biết là thị trường hiện tại là không biết con sóng Bitcoin như vậy, và cái đợt bầu cử sắp tới nữa đang diễn ra, là không biết là ông Trump có thực sự lên không và khiến cho thị trường crypto này đi lên, và Sui nó có thể tăng lên vùng giá bao nhiêu. Đó mới là cái các bạn quan tâm nhiều. Thì mình chỉ muốn review cho các bạn ở đây một điều là trước đó khi thằng Sui á, nó ở cái vùng giá thấp khoảng 0.6-0.7 đô thì rõ ràng khi mà chúng ta phân tích, chúng ta cân đo đong đếm giữa việc là dòng tiền ở trên nền tảng đang được đầu tư như nào, đang được bơm lên, thì rõ ràng giá của thằng Sui nó tăng lên là sớm hay muộn thôi. Rồi, và bây giờ nó tăng lên 2 đô rồi, thì đây là cái vùng giá. Các bạn thử nghĩ xem, ngày xưa nó đang ở 0.6 đô. Ngày xưa đang ở 0.6 đô đúng không? Không ai thèm quan tâm nó hết, bây giờ nó tăng lên 2 đô. Thực ra nó không ai quan tâm nó thì không đúng, nhưng mà chẳng qua các bạn không dám mua nhiều thôi. Chỉ có đa số những anh em nào mà theo sang từ trước tới bây giờ, sang review phân tích cái đồng xu, các bạn có niềm tin thì các bạn đa số các bạn còn mua nhiều một chút. Còn những người khác mình nghĩ là các bạn không mua đâu, thậm chí bây giờ lên 2 đô rồi các bạn hỏi mình có nên mua không, có nên mua giá 2 đô này rồi canh lên 4 đô chốt. Thực ra lên tới vùng 2 đô này các bạn nghĩ các bạn lên 4-5 đô để các bạn chốt đâu có dễ ăn vậy các bạn. Bởi vì nó đẩy con sóng lên đây, các bạn nghĩ xem, từ 0.6 lên 2 đô là đã x3 rồi. Em nó tốn nhiều tiền không? Tốn nhiều tiền để đẩy chứ. Còn bây giờ nó đã giữ ở cái con sóng 2 đô này, nhiều khi các bạn nghĩ là nó cứng rồi nó duy trì lâu. Thật ra cứng hay không cứng là do em nó có muốn giữ giá cái vùng đó hay không. Đây là yếu tố thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa các bạn phải để ý là khi nó đẩy cái con sóng này lên 2 đô, thì vừa đẩy lên 2 đô này, nếu mà chỉ mới vừa tăng lên thôi, chưa có duy trì qua một khoảng thời gian, thì làm gì có ông nào vô mua ngay cái giá này, ai mà không biết đỉnh, đúng không? Thì lúc đó nếu mà các bạn bán ra thì ai là người mất tiền? Là em là thằng mất tiền đúng không? Còn nếu như bây giờ câu chuyện mà em á, nó đưa ra những tin tức tốt liên tục, hay là nó duy trì những cái sự kiện của thằng Sui khiến cho các bạn tin tưởng, các bạn không có bán ra nhiều vùng giá này, thì em nó sẽ đỡ mất tiền hơn, đúng không? Đó là lý do tại sao mà ngày xưa cái vùng 1.7, 1.8 mình thấy khá ok rồi mà mình call các bạn bán đi một phần là như vậy. Bởi vì khi cái vùng giá em nó vừa đẩy cái bụp lên một cái con sóng khá là thơm như thế này. Bởi vì những dự án khác á, chúng ta thấy là cái mức độ tăng giá đâu có nhiều đâu, có thằng Sui là được đẩy nhiều. Thì các bạn phải vào, các bạn phải thịt được thằng em một chút chứ. Sao các bạn để cho nó cứ nhẫn nhơ ở vùng giá 2 đô rồi các bạn gồng lên cái vùng 4-5 đô làm cái gì? Bởi vì nếu em thật sự nó đẩy lên, mình nói lên cái vùng giá 4-5 đô á, thì thật sự là nó sẽ rất là tốt, và tất nhiên là anh em chúng ta sẽ có lãi rất là nhiều. Nhưng mà trong thị trường này, cách đánh của tụi cá mập, tụi queo nó đã khác đi rất nhiều rồi.
Cho nên là việc mà các bạn giữ 100% hàng đợi lên một cái mức giá cao, ví dụ các bạn target 5 đô đi, mà lỡ nó không lên được 5 đô thì sao? Lỡ lên 4 đô rưỡi thì sao? Đúng không? Lên 4,5 đô thôi. Rồi nó giảm lại sao? Mà 4,5 đô các bạn không bán rồi, khi nó giảm về 3 đô, 3 đô rưỡi chắc chắn các bạn cũng sẽ không bán. Rồi các bạn cứ đợi mãi. Rồi rốt cuộc là cái vùng giá 5 đô nó không xảy ra thì nó sẽ như thế nào? Cho nên cách mà mình thấy tốt nhất để các bạn đừng target màu hồng nữa, các bạn nên đổi luôn cả cái cách đánh của cái mùa này để các bạn thích nghi với MM thì nó mới là cái cách mà mình nghĩ là mình luôn nói với những người mà đa số các bạn cứ hỏi mình là bây giờ có nên mua không, mà mình thấy thật sự là khi cái vùng giá 2 đô này rồi các bạn vào á, nó giống như là một cái canh bạc vậy các bạn. Có thể lên 4 đô các bạn x2, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó giảm về 1 đô vẫn có, mà là các bạn chia 2. Chỉ có những ai mà bây giờ ngày xưa các bạn tin tưởng dự án này, các bạn mua được những vùng giá 0.6, 0.7 mà các bạn giữ được á, thì đâu đó là tới thời điểm này là các bạn phải biết cách để các bạn chốt để lấy lợi nhuận dần. Ví dụ các bạn có thể đặt mục tiêu là bây giờ ví dụ 2 đô các bạn bán trước bao nhiêu phần trăm, rồi bây giờ lên được 3 đô các bạn bán tiếp bao nhiêu, lên 4 đô bán tiếp bao nhiêu. Thì những cái người mà chúng ta đã gom đủ hàng của xui rồi thì các bạn cứ chờ để các bạn bán thôi, đừng đi say thêm. Đi say thêm là nguy hiểm, đó là cái mà em nó muốn các bạn làm. Đi say dương ở trong mùa này nó rất là dễ khiến cho các bạn mất cái phần lợi nhuận. Thay vì giống như các bạn mua được 0.6 lên 2 đô các bạn x3 đi, đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn đi say thêm ở vùng ví dụ là 1.2, 1.5 gì đấy, là các bạn lại kéo cái giá trung bình lên trên, khiến cho các bạn đâu có còn x3 được cái mức giá các bạn mua 0.6 nữa. Cho nên bây giờ mình biết là ở đâu đó mỗi người ở đây, mỗi người chúng ta giữ xui một cái lượng vốn nó đều khác nhau. Có người chúng ta mua cả tỷ lận, nhưng mà có người chúng ta mua chỉ vài chục triệu thôi. Nhưng đâu đó dù các bạn mua vài chục triệu hay các bạn mua cả tỷ, thì đó mình nghĩ đều là cái số tiền mà các bạn kiếm ở bên ngoài. Cái công việc bên ngoài nó cực kỳ là khó khăn, cực kỳ là không dễ dàng. Cho nên đâu đó các bạn đừng có thấy là khi mà cái tiền chúng ta ít ở trong đây nó quá dễ rồi, sau đó là các bạn coi thường cái số tiền này. Bởi vì khi các bạn giữ được cái lượng tiền mà các bạn lợi nhuận lại á, thì đâu đó cái lượng tiền càng ngày nó mới tăng trưởng dần. Cũng như nhiều người mình biết là các bạn nhín lại, các bạn không mua một cái điện thoại mới, các bạn mua một cái thứ gì đó tốt hơn phục vụ cho bản thân các bạn, thưởng cho bản thân các bạn, mà các bạn ráng các bạn để trong đây, các bạn đầu tư, các bạn cứ chờ mãi, chờ qua giai đoạn khó khăn tới giai đoạn có lợi nhuận rồi các bạn cứ vẫn phải chờ. Mà biết đâu là mùa này là khi em nó đổi cách đánh rồi nó lên một cái vùng giá nào đó, chúng ta nghĩ là nó phải ít thật là khủng khiếp rồi sau đó nó mới sụp. Nhưng mà lỡ nó ít lên cái vùng lưng chừng rồi nó giật một cái, giống như nó ít lên đâu đó dù 2 đô có thể nó chưa giật, nhưng mà lên khoảng 3 đô nó giật một phát bụp cho thị trường downtrend luôn rồi sao? Thì đâu đó cái cách mà chúng ta chia ra từng vùng giá để mà chúng ta bán dần trong suốt chu kỳ đi lên của một đồng coin, trong suốt một cái chu kỳ đi lên của nó, thì đó mới là cách làm tốt nhất. Và cũng như là gần đây có một số bạn cũng có nhắn tin cho Sang là muốn Sang tổ chức một cái buổi offline. Thì đâu đó là Sang có suy nghĩ thêm về vấn đề này, và Sang cũng muốn sắp tới, thời gian tới có thể là Sang sẽ sắp xếp một hai buổi gì đấy để Sang có thể tổ chức một cái buổi offline ở Sài Gòn. Thì những ai mà các bạn quan tâm và các bạn có thể tham dự được thì các bạn cũng có thể comment ở bên dưới để cho mình biết là bây giờ nếu mà cái số lượng mình cảm thấy là ok và chúng ta có thể meeting mà nó ổn áp thì Sang sẽ tổ chức một cái buổi như vậy ở Sài Gòn để anh em chúng ta có thể giao lưu kiến thức, và ở đó Sang sẽ chia sẻ thêm những kinh nghiệm cho những người mà các bạn mới bước chân vào thị trường này, các bạn có thể tránh được những cái cạm bẫy mà nó tốt hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.